Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, nghiên cứu mới của Mỹ phát hiện ra rằng nếu bạn ăn thiếu một số vitamin và khoáng chất, bạn có thể bị mất ngủ và có chất lượng giấc ngủ rất kém. Tin mừng là nếu bạn sống ở một vùng đầy ánh nắng, động thực vật phong phú, thì nguồn cung các chất dinh dưỡng không thiếu. Ví dụ, vitamin E có rất nhiều trong các loại quả màu đỏ, kem. Vitamin D được tổng hợp khi bạn phơi nắng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thêm một kiểu ăn giúp đẩy lùi chứng mất ngủ. Một công trình dựa trên bộ dữ liệu lớn của chương trình khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia của Mỹ đã tìm thấy mối liên hệ khá rõ ràng giữa chất lượng giấc ngủ của một người với một số vitamin và khoáng chất nhất định. Trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ đang diễn ra tại Baltimore, nhóm tác giả đến từ Farmer Right LLC và Nutrition Impact LLC cho biết những người ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm tiêu thụ lượng vitamin E, D, B1, các khoáng chất như magie, niacin, canxi, kém, phosphor và chất xơ thấp hơn những người ngủ đủ. Theo tác giả chính Kiomer, không chỉ ngủ ít hơn, những người tiêu thụ ít các vitamin và khoáng chất nói trên còn có chất lượng giấc ngủ kém hơn. Cụ thể, 32,7% trong số họ có giấc ngủ ngắn, mau tỉnh, 47,3% có chất lượng giấc ngủ kém, 37,9% ngủ trễ, 15,1% có biểu hiện mất ngủ, 8,94% rối loạn giấc ngủ, 9,3% phải sử dụng thuốc ngủ và 27,7% nói rằng mình có vấn đề với giấc ngủ. Chưa có bằng chứng vững chắc cho thấy thiếu ngủ gây ra sự thiếu chất dinh dưỡng hay thiếu chất dinh dưỡng gây mất ngủ hay tác động từ hai phía. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã thử cho những người mất ngủ, thiếu ngủ, bổ sung các chất nói trên và chất lượng giấc ngủ của họ rõ ràng đã được cải thiện. Tin mừng là nếu bạn sống ở một vùng đầy ánh nắng, động thực vật phong phú, thì nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng kia không thiếu. Ví dụ, vitamin E rất giàu trong các loại rau quả có màu đỏ, kem. Vitamin D được tổng hợp khi bạn phơi nắng, có nhiều trong cá biển, sứa và sứa đậu nành, nước kem, trứng. Vitamin B1 có nhiều trong gạo và các loại ngũ cốc, thịt đỏ, gan, trứng, đậu, hạt. Kém có nhiều trong thịt, hải sản, đậu, hạt, sứa, trứng. Niacin có nhiều trong gan, ức gà, cá hồi, cá ngừ. Magie có nhiều trong ngũ cốc nguyên kém, cải bó xôi, các loại hạt. Nếu vì lý do gì đó không thể ăn đủ một vitamin hoặc vi chất nào đó, bạn nên nghĩ tới các loại thuốc bổ sung. Cách pha trà tim sen uống mỗi ngày giúp trị mất ngủ hiệu quả. Chừng mất ngủ đang hành hạ cuộc sống của bạn, để cải thiện tình trạng này, hãy thử cách pha trà tim sen uống trị mất ngủ các hiệu quả như dưới đây. Tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ gây những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Bị mất ngủ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, cao huyết áp, trầm cảm, suy giảm khả năng nhận thức, khả năng tập trung và làm việc kém hiệu quả. Chính vì vậy, điều trị mất ngủ đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Trong dân gian, người ta hay chọn cách pha trà tim sen trị mất ngủ, bởi tim sen được ví như là loại thuốc hoàn hảo, có khả năng chăm sóc sức khỏe cơ thể và cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả. Công dụng chữa mất ngủ của tim sen. Tim sen hay còn gọi là tâm sen, nó là mầm của hạt sen. Theo y học, tim sen có tính mát, chứa các thành phần có lợi cho sức khỏe. Tim sen có tác dụng thanh tâm, giải nhiệt,
giảm nguy cơ bị tăng huyết áp, ổn định tinh thần. Đồng thời, sản phẩm tự nhiên này còn giúp cho các bệnh như đau đầu, chóng mặt, tim đập mạnh, chống rối loạn nhịp tim, chống oxy hóa và cả cải thiện tình trạng thiếu máu. Không dừng lại đó, bởi khả năng ổn định tinh thần nên tim sen còn có công dụng tuyệt vời khác, đó là an thần, giúp chăm sóc giấc ngủ tốt hơn và cải thiện tình trạng bị mất ngủ khá công hiệu. Chính bởi vậy, hiện nay không ít người, đặc biệt là người già, thường xuyên dùng tim sen để pha trà uống nhằm mong muốn có giấc ngủ sâu và ngon hơn. Cách pha trà tim sen trị mất ngủ. Cách pha trà tim sen cũng khá đơn giản. Nếu là tim sen tươi thì cần sau khô tim sen trước khi pha trà. Còn nếu khi mua tim sen đã khô thì hãy bỏ qua bước này. Tim sen mua về cần rửa sạch, sau đó cho khoảng 2 muỗng tim sen vào bình hoặc ly, chế nước sôi đến nửa bình là được. Đậy nắp lại khoảng 15 phút, khi đó sẽ thấy tim sen bị chìm xuống nước, nước trà chuyển sang màu xanh nhạt đẹp mắt. Như vậy, coi như cách pha trà tim sen đã thành công. Cách uống trà tim sen chưa mất ngủ. Trà tâm sen có thể dùng để uống đều đặn mỗi ngày vào những thời điểm khác nhau một cách tùy ý. Nhưng cần chú ý uống nhiều hơn vào mỗi sáng và tối, bởi uống trà buổi sáng sẽ giúp tinh thần sảng khoái, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Còn buổi tối sẽ hỗ trợ an thần, giúp cơ thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng hơn. Nếu uống trà tim sen thường xuyên thì chỉ khoảng một tuần sau là bắt đầu có kết quả. Ngoài công dụng cho mất ngủ ra thì trà tim sen còn đem lại khá nhiều lợi ích khác cho sức khỏe như chia sẻ ở trên. Do vậy, không có lý do gì mà không uống loại trà này đều đặn mỗi ngày. Tuy rằng không thể phủ nhận các công dụng tuyệt vời của trà tim sen mang lại, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều thì có thể gây nên các tác dụng không mong muốn. Do đó, để đảm bảo an toàn, những người hay bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lỏng thì không nên uống trà tim sen. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.